Audio Jungle. Chào bà con, thì đây là cái vườn tiêu mình quay cho bà con xem về hiện tượng mà chết nhanh chết chậm của anh Tý ở huyện Cư Mường Nga. Thì qua như khảo sát và chia sẻ từ anh thì anh trồng 1.600 gốc tiêu. Thì với 1.600 gốc này thì bắt đầu có hiện tượng chết nhanh và chết chậm ở trên cây tiêu. Thì qua cái tham khảo và thăm vườn này thì anh chia sẻ rằng là vườn này anh đã bị bắt đầu chớm bệnh chết nhanh chết chậm. Thì anh đã cần hỗ trợ bên trái cây thơm mùa lắc về cái hiện tượng chết nhanh chết chậm trên cây tiêu. Thì anh đã thấy một số cây có hiện tượng là vàng từ gốc lên và rễ bắt đầu tiến hành là thối đen. Thì bên trái cây thơm mùa lắc cũng có kỹ thuật qua kiểm tra và hỗ trợ cho anh Tý ở huyện Cư Mường Nga về tình trạng cái vườn bệnh của cây tiêu của anh. Thì anh muốn phòng những cây xung quanh và tránh tình trạng lây lan ở những cây xung quanh, vì anh trồng số lượng rất là nhiều, đó là 1.600 gốc. Thì với tình trạng chết nhanh chết chậm ở cây tiêu thì bà con chúng ta ai cũng rất là phổ biến và rõ ràng về cái cây bệnh này. Thì nó được gây ra hai cái chủng nấm, đó là Fusarium và Phytophthora. Thì hai chủng nấm này nó gây hại ở rễ và nó gây hiện tượng vàng và tháo đốt và gây hiện tượng chết cây. Thì với hiện tượng chết nhanh chết chậm này á, mình cũng cho kỹ thuật nó bắt đầu tiến hành moi rễ, kiểm tra rễ. Và cái thứ hai nữa là đưa ra cái hướng khắc phục cho anh Tý. Thứ nhất á, là đào kênh mương để tránh tình trạng mà nước nó lây lan qua những cái cây khác. Và cái thứ hai nữa là cho anh đổ thuốc và phun trên. Thì đổ thuốc thì cho anh tiến hành đổ 2 đến 3 lần. Và sản phẩm đó là nano hợp kim và đồng. Thì lửa kết hợp vừa đồng vừa bạc thì anh cũng muốn theo phương pháp là sinh học thì để đổ cho nó hiệu quả. Thì với vườn tiêu này á thì bắt đầu chớm bệnh ở từ khúc giữa, nó lan ra xung quanh. Thì biện pháp mà khắc phục nhanh nhất bây giờ là cho anh đổ gốc và phun trên. Thì cái về cái vấn đề chết nhanh chết chậm thì bà con chúng ta trồng tiêu thì cũng rất là rõ ràng rồi. Thì qua clip này mình quay và cho con chia sẻ để những bà con nào chúng ta đang trong cái mùa mưa của tháng 8, tháng 9 dương lịch 2017 á, thì cái tình trạng này mưa hầu như tất cả vườn tiêu chúng ta bị rất là nhiều. Nói về bệnh chết nhanh chết chậm á, chúng ta chỉ có biện pháp là phòng thôi. Còn với những cây nào mà rễ nó vừa chớm bị á, và chớm bị chết nhanh chết chậm, chúng ta có thể khắc phục được. Mà khi mà cây đã bị nặng á, thì hầu như cái biện pháp khắc phục bà con cho biết á, rất là khó với cái bệnh này. Nên qua cái clip này mình cũng khuyên bà con á, chúng ta nên có chế độ canh tác, thăm vườn, kiểm tra vườn, chế độ thăm canh thoát nước với cây tiêu cho tốt, vì tránh tình trạng ngập úng và gây ra hiện tượng chết nhanh chết chậm ở trên cây tiêu. Thì hiện tại mưa Đắk Lắk chúng ta á, thì bà con chúng ta cứ sau một cơn mưa dài á, nắng lên một phát là chúng ta ra thăm vườn thấy hiện tượng cây vàng úa rất là nhiều. Cái thứ hai là tiêu bắt đầu tiến hành héo rũ và chết rất là nhiều. Nên những bà con nào á thì chưa có điều kiện, không có điều kiện phun thuốc á, thì chúng ta có thể pha bốc đô tỷ lệ 1:1. Thì chúng ta tưới gốc một cây từ 3 đến 5 lít, nếu cây lớn chúng ta có thể tưới 10 lít nước thì để phòng được cái tình trạng mà chết nhanh chết chậm. Thì qua clip này á, mình cũng quay cho bà con xem về toàn bộ cái vườn của anh Tý ở Cư Mường Nga và hiện trạng chết nhanh chết chậm của anh. Thì qua clip này á thì bà con cũng xem và đưa ra những cái kinh nghiệm riêng của mình. Đối với những bà con nào mà chưa có kinh nghiệm hoặc bà con nào có kinh nghiệm thì cũng có thể tham khảo được về cái tình trạng chết nhanh chết chậm ở trên cây tiêu. Hầu như á, sản lượng tiêu của bà con Đắk Lắk chúng ta bây giờ trồng rất là nhiều, nhưng mà cái tình trạng chết cũng rất là nhiều. Nên bà con xem và tham khảo và phòng bệnh. Đó, đây bà con xem toàn bộ vườn này mình quay cũng rất là cụ thể và chi tiết về tiêu. Thì anh trồng như thế này thì một số trụ nó cũng đã bị điên, xoắn ngọn hết. Thì qua chia sẻ thì anh cũng muốn sử dụng thuốc nano hợp kim để phòng trừ cái trị bệnh chết nhanh chết chậm này. Thì qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video tiếp theo bên trái cây thơm mùa lắc về tất cả các cây trồng tiếp theo. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.
Thank you.